Tuyết Nhung lộ ngày khai trương và khoảng thời gian chật vật khởi nghiệp. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Xin chúc mọi người có một tháng an lành, gặp nhiều vận may trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào và hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất về gia đình của Phi Nhung, đó là Tuyết Nhung. Thì mới đây được biết, cửa hàng quần áo của Tuyết Nhung vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và có nhiều điều cần phải xử lý. Sơn tường với đúng màu quán yêu thích của Nhung, nhưng vì Nhung rất kỹ tính, Tuyết Nhung con rất kỹ tính, nên phải đắn đo chọn lựa màu rất kỹ, từ chất liệu cho đến màu sắc, làm sao để hoàn hảo nhất. Được biết, trong tuần này, Tuyết Nhung sẽ có rất nhiều show diễn và trong đó có một show diễn với Mạnh Quỳnh tại phòng trà không tên, vừa chạy show vừa phải lo cho việc khai trương. Chắc hẳn Tuyết Nhung vẫn đang rất vất vả để chăm lo cho cửa hàng của mình cũng như hoàn thiện vai trò ca sĩ ở trong đêm nhạc để có thể mang đến cho quý khán thính giả những màn trình diễn vô cùng ấn tượng và bắt mắt nhất. Vì Tuyết Nhung rất chăm chút kỹ và kỹ tính cho sản phẩm đầu tay của mình nên em muốn tự tay làm hết mọi thứ, ngay cả việc để chọn việc kệ để quần áo và móc áo thì em cũng phải lựa chọn loại móc tốt nhất, có chất liệu nhám trơn để quần áo được treo lên đẹp nhất. Vì còn phải lo cho nhiều khâu từ trang trí đến bảng biển cho cửa hàng, thiết kế bảng biển nên Tuyết Nhung cũng rất đắn đo về điều này. Em tất bật tìm chỗ in biển bảng có chất lượng và chi phí phù hợp. Và khi được hỏi là Tuyết Nhung có nói rằng em có đã cố hết sức để hoàn thiện cửa hàng của mình và chắc chắn sẽ cho khai trương vào đầu tháng 11 này. Được biết là cửa hàng của Tuyết Nhung vẫn đang dục dịch trong quá trình chỉnh sửa và nếu cố gắng nhất thì Tuyết Nhung sẽ khai trương cửa hàng trong đầu tháng 11. Rất mong cả nhà có thể có dịp qua để ủng hộ con. Và để chuẩn bị cho ngày khai trương của shop quần áo, Tuyết Nhung có chia sẻ rằng em phải tự tay đi mua xào thanh lý, tự trở về rồi tự sơn cho hợp tông màu với quán, làm sao để khi khách hàng bước vào quán của mình thì các em khách hàng đều cảm nhận được cái sự chỉnh chu, chu đáo của Tuyết Nhung ở trong ngay từ lần bước chân vào quán. Chăm chỉ và đa tài là hai đức tính của Tuyết Nhung mà có lẽ em được truyền cảm hứng từ người mẹ Phi Nhung của mình. Cửa hàng của Tuyết Nhung là một cửa hàng quần áo mang tên tiếng Anh là cảm xúc. Theo chia sẻ thì đây là nơi em đặt cảm xúc của mình vào, là nơi Tuyết Nhung đặt tâm huyết của mình vào cửa hàng. Tuyết Nhung cũng có chia sẻ rằng nhờ sự ủng hộ và yêu thương của cả nhà, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ em vì em sẽ không phụ lòng cả nhà, em một shop quần áo nho nhỏ thôi ở Hồ Chí Minh để cả nhà tiện ghé chơi và dễ xem đồ, lựa đồ, thử đồ hơn. Bé Nhung đang sắp hoàn thành shop của mình tại Hồ Chí Minh. Khi nào khai trương thì em sẽ thông báo địa chỉ và ngày khai trương cụ thể. Đến lúc đó cả nhà nhớ đến chung vui với em nhé. Bé Nhung vẫn đang bán hàng online, cả nhà đặt gì inbox cho Tuyết Nhung ạ. Cửa hàng quần áo này Tuyết Nhung vô cùng tâm huyết với thiết kế hiện đại và trẻ trung, tạo hơi hướng rất dễ chịu thoải mái cho khách đến mua hàng. Chúng ta hãy cùng ủng hộ em nhé. Kính chào các anh, đầu tiên giới thiệu kính chào truyền thông cũng như tất cả quý vị đoàn khách có mặt buổi chiều hôm nay. Để trả lời câu hỏi thật là nhanh của Hoài Phương và tuổi trẻ thì Bạch Quỳnh xin có một vấn đề như thế này. Cái thứ nhất là đúng ra là như Duyên trình bày hồi nãy, chương trình sẽ dự kiến vào ngày 22 tháng 10 sắp tới đây là ngày mai. Thì Bạch Quỳnh ngày 26 Mạnh Quỳnh mới trở về Mỹ, tại vì ngày 29 Mạnh Quỳnh kẹt hai cái show 9:30 và đó Mạnh Quỳnh không hủy được, cho nên rất tiếc là Mạnh Quỳnh không có tham gia cái chương trình về của ngày 29 được. Nếu mà 22 thì Quỳnh đã được thì tốt, nhưng mà bây giờ cuối thì phải đổi vào ngày 29 cho nên Mạnh Quỳnh không có thể tham gia chương trình này được. Nhưng bên cạnh đó thì được Mạnh Quỳnh được biết là trong chương trình này sẽ mặc dù Mạnh Quỳnh không có tham gia nhưng mà Mạnh Quỳnh cũng có góp một bài hát do chính Mạnh Quỳnh sáng tác để thực hiện trong chương trình này và được dàn dựng rất là công phu với phần hỗ trợ của đạo diễn Ngọc Duy và đặc biệt là phần trình diễn này thì người thế Mạnh Quỳnh để gửi đến tiếng lòng của những người con mất mẹ. Đó là năm ca sĩ trẻ Trường Sa, học trò của Mạnh Quỳnh sẽ đảm nhiệm bài hát Mẹ Về Trong Mơ trong chương trình ngày 29 tây tháng 10 sắp tới đây. Mà Mạnh Quỳnh tin chắc rằng quý vị sẽ rất là cảm động và yêu thích cái phần dàn dựng này cũng như ca khúc này cũng như tiếng hát của năm ca sĩ trẻ Trường Sa. Mạnh Quỳnh rất tiếc là Mạnh Quỳnh không có về tham gia được trong cái chương trình ngày 29, nhưng mà để tỏ tấm lòng một chút xíu thì Mạnh Quỳnh cũng cố hết lòng nhiều còn cả tấm lòng. Mạnh Quỳnh sẽ trích ra một khoản tiền nhỏ và chắc cỡ 100 triệu để góp vào chương trình này cho thật là ý nghĩa.
cảm ơn sự tham gia của anh ạ. Và xin mời anh Quang Lê và nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng có câu hỏi dành tặng cho anh chị là khi anh chị tham gia chương trình này á, thì anh chị có tình cảm đặc biệt gì với Bạc Liêu và Cà Mau hay không và tham gia như vậy, và cái tiết mục mà anh chị tham gia là tiết mục đặc sắc gì ạ? Xin mời anh chị trả lời. Nói chung là Phượng Hằng mình cũng là người Việt Nam cho nên là không dù Bạc Liêu hay là Cà Mau, nhưng mà nói là trong miền Nam mình thì khi kêu gọi như thế, bởi vì chương trình Tìm Mẹ Trong Mơ thì quý ban tài trợ và trong ban tổ chức cũng như là quý anh chị truyền thông báo chí, ngày hôm nay thì như quý vị thường thấy là cái chữ từ thiện đối trong lòng của Quang Lê rất là thiêng liêng. Nếu mà mình đã theo đạo Phật thì trong kinh A Di Đà thì một cái hạnh cao quý nhất và công đức vô lượng đó là bố thí, là mình đem cho người khác. Nên khi mà mời Lê với cái mục đích để mà nuôi trẻ mồ côi thì cái đó là một cái mà mình sẽ cố gắng sắp xếp, và mình sẽ cố gắng làm sao để mà không được từ chối, vì đây là một cái việc làm rất là cao cả và rất là ý nghĩa, đặc biệt là người đạo Phật như Quang Lê thì lại nghe đúng cái hạnh của Ngài A Di Đà là bố thí, là mình cho đi, đó là một cái cao quý nhất trong Phật Pháp. Nên Quang Lê xin cảm ơn chương trình đã mời Quang Lê. Đúng ra là cái ngày đó thì Quang Lê đã định bay về Mỹ rồi, nhưng mà gặp chị Trang thì nói là em ơi cái này là từ thiện, thì Lê nói ừ thì thôi Lê ở lại Lê hát vậy, Lê sẽ về trễ hơn. Và kỳ này thì đạo diễn chương trình phải nói đó là rất là khó khăn với Quang Lê, khó khăn cỡ như Trung Tâm Thúy Nga vậy đó. Không phải là mình nổi tiếng rồi mình hát cái bài gì cũng được đâu, phải chọn bài đúng ý nghĩa để mà chạm trái tim mọi người. Thì bản thân Quang Lê là một người ca sĩ mà bận rộn như anh Mạnh Quỳnh hay là chị Phương Hằng hay là như mọi người, thì Quang Lê biết là ca sĩ rất lười học bài mới, nhưng mà Quang Lê đang áp lực phải học thuộc lòng hai bài mới cho phù hợp chương trình. Và Quang Lê đã nhận lời và cũng ráng mà nhận lời và cũng ráng mà học đây. Thì hôm đó là một cái chương trình phải nói là rất áp lực dành cho tất cả nghệ sĩ, bởi vì không phải là anh nổi tiếng rồi anh muốn vô chương trình này anh hát cái gì cũng được, hát xong cho phù hợp, đúng không? Nên là một thử thách trong chương trình này, và mong là mọi người hãy ủng hộ cho chương trình thật nhiều. Và ủng hộ bây giờ, ủng hộ đầu tiên nhất là cái gì? Là hãy gọi ngay cho hotline và mua ủng hộ chương trình. Vé thì còn rất là giới hạn, nhưng mà chắc chắn sẽ còn một số ít cho một quý vị mà quan tâm. Thì Quang Lê rất mong là quý vị hãy ủng hộ cho chương trình Tìm Mẹ Trong Mơ. Nếu mà ca sĩ Randy mà biết đến chương trình này, chắc chắn anh sẽ van xin để được hát. Tại vì chính ca sĩ Randy đã mấy chục năm rồi tìm mẹ trong mơ mà có tìm được đâu. Đấy. Thì hôm qua Quang Lê có nhắn nhủ với Randy, thì anh Randy nói là nếu chương trình này mời anh thì anh sẵn sàng bỏ tất cả để tham dự, bởi vì nó đúng tâm trạng của ca sĩ Randy. Nên là Quang Lê sẽ hỏi lại ban tổ chức đã mời anh chưa. Quý vị có đồng ý không ạ? Một lần nữa xin hân hạnh cùng làm việc với chương trình, và xin chúc quý vị thật nhiều bình an sức khỏe. Xin cảm ơn các anh chị nhà tài trợ đã góp một bàn tay cùng với chúng tôi để mà cho các em có một cuộc sống bình an hơn. Kính thưa tất cả anh chị, thì thay mặt cho ban tổ chức rất cảm ơn tấm lòng vàng của chị Phương Hằng, của anh Mạnh Quỳnh, anh Quang Lê đã có mặt ngày hôm nay, và đặc biệt là tham gia cái chương trình này. Ngoài có những anh chị ngồi đây, và cảm ơn tất cả các cô chú nghệ sĩ đã đồng hành và tham dự trong chương trình 29 tháng 10 là Tìm Mẹ Trong Mơ. Một lần nữa thay mặt cho tất cả các bà con ở quê hương là tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu hay là những các cháu nhỏ, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em nghệ sĩ rất nhiều.
Xin cảm ơn lời chia sẻ rất chân tình vừa rồi của anh Quang Lê, chị Phương Hằng, Mạnh Quỳnh, cũng như là đôi lời đáp từ của Phan Trường Duy. Còn bây giờ thì cho phép chúng mình hỏi là còn là nhà báo nào đúng không ạ? Xin mời chúng ta chuyển micro xuống cho bên phía đại diện thông tin báo chí để chúng ta có đôi lời. Và đầu tiên xin mời anh chị đừng quên giới thiệu về mình. Xin mời chị ạ. Chào ban tổ chức ạ. Em là Vũ Thu Hiền đến từ báo Môi trường đô thị Việt Nam. Và xin hỏi trưởng ban tổ chức